Chào bác nha, chào anh em. Vừa test thử một đoạn karaoke cho bác anh em nghe thử đúng không? Đây combo mà hôm nay em nắp rất nhiều cho bác anh em. Đầu tiên thì là với em Tamashii Pro FX2 5 bản vơ 2 về hàng thì rất nhiều anh em có nhu cầu đặt trước rồi. Đấy thì cái này thì đã biết. Anh em thấy là em có thêm cái bản MX 790. 790 tay da cá đuôi chuột này thì anh em nắp combo ngày hôm nay là rất nhiều luôn, và em cũng test thử cho anh em. Đây là một combo để cho các anh em có thể về sử dụng gia đình, hoặc là anh em có thể nắp ở những dàn loa kẹo kéo cho đi thuê với tầm mức khúc giá rất hợp lý thôi các anh em. Đầy đủ các tính năng và sóng Bluetooth của em Tamashii Pro FX 25 này rất là khỏe, để các bác anh em có thể cho khách thuê và kết nối điện thoại hát karaoke dàn loa kẹo kéo, hay anh em sử dụng gia đình thì đây là combo giá cả nó hợp lý và chất lượng rất tuyệt vời cho anh em luôn. Với em mic 790 này, 790 cũng dòng mic Beyer cực kỳ nịnh giọng cho anh em rồi, tiếng xì rất êm ái cho anh em, có đầy đủ tự ngắt gia tốc cho anh em luôn nhá. Đấy, tay thì rất đẹp rồi. Đấy, hình thức mẫu này thì nó có hai màu các bạn, hai màu, một màu xám và màu vàng nữa cơ. Đấy, anh em thích màu nào thì các bác có thể lựa chọn sớm. Và ở đây vang cơ này số FX25 bản vơ 2 thì em giới thiệu cho các anh em trước đó rồi. Nhưng anh em lưu ý giúp em một chút nhé. Rất nhiều anh em hỏi thì là sao ở trên con này thì nó không có phần chỉnh súp à em, hay nó không có cổng súp. Thì cổng súp được nó chỉnh ở phía sau các bác nhé. Nó chỉnh như các dòng vang trước đó, nó chỉnh ở hai nút ở phía sau để chỉnh đấy. Và cái đèn mưa này thì anh em về thì anh em sử dụng thì các bác cho tín hiệu vào nó sẽ nháy ở cái phần đèn mưa này. Như video em test tiếng cho bác anh em. Ở trên em vang Tamashii Pro FX25 thì nó sẽ có hai phần rất đặc biệt cho anh em, đó là phần âm lượng tổng của FX để riêng. Đấy, chỉnh một tô vít này. Và phần âm lượng echo, âm lượng reverb. Đấy, nó riêng biệt đây, nó hiển thị trên màn hình luôn cho anh em. Màn hình rất dài nhá cho các anh em nhá. Anh em có nhu cầu thì các bác liên hệ trực tiếp qua bên này. Đó, combo vừa test thử cho anh em luôn ạ. Giá thì em để dưới phần tiêu đề cho anh em tiện theo dõi cái combo này luôn. Giá sẽ được bao ship và tặng dây rắc về cho các bác anh em sử dụng. Anh em đang xem thì đừng quên ủng hộ chúng lúc này và đăng ký kênh nhé.